Sam Mô đoạn 4 Khi con trai của Sam Lơ hay rằng Abner đã thắt tại Hebron, thì sườn lòng rủng chí và cả Israel đều bối rối. Và con trai Sam có hai đội trưởng, một người tên là Baana, một người tên là Rekab, hai người là con trai của Rimnon ở Beerot về chi phái Benjamin. Về dân Beerot kể như người Benjamin, mặc dù chúng đã chạy trốn nơi Githaim, im là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Jonathan, con trai của Sandler, có một con trai bại chân. Khi tin Sandler và Jonathan thác ở Gitreen thấu đến, thì nó đã được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đặt trốn, nó té nên nổi nó trở nên què. Tên nó là Mephibosheth. Hai con trai của Rimon ở Rebeo. Bereerot là Recap và Baana trong lúc trời nắng ban ngày đến nhà Edboset người đang nằm nghỉ hai người đi tút đến giữa nhà giả đò lấy lúa mì rồi đâm bụng Edboset đoạn Recap và Baana ăn người trốn đi vậy hai người đi vào nhà Edboset trong khi người nằm nghỉ trên giường tại phòng ngủ đánh giết người đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ít về Hếp Rôn dân cho vua David, mà rằng này là đầu của Ít con trai của Sao -lơ, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay Đức Dương đã báo thù Sao -lơ và dòng dõi người cho vua là chúa tôi. Nhưng David đắp cùng Recap và Baana con trai của Remo ở Beirut mà rằng: Ta chỉ Đức Giêsu và hàng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng ta đã sai bắt kẻ đã đến thuật cho ta hay rằng sao lơ đã thác và tư tưởng rằng mình là một sứ giả đem tin lành. Ta đã giết cả đó tại Siết Lát đặng trả công cho một sự báo tin dường như ấy. Phương Chi, những cái hôn ác đã giết một người lành nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao? David bèn truyền lệnh các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay chân, rồi treo thay gần bên ao Hebron. Đoạn chúng lấy đầu của ít bô chôn trong mồ áp nè tại Hebron.